xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Fashion Festival. Lời đầu tiên, cho phép Kim Huệ xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý vị có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian chuyển giao năm cũ và năm mới đã cận kề. Trong không khí hân hoan rộn ràng của Giáng sinh và năm mới, MT Group đã tổ chức lễ hội thời trang Fashion Festival với mong muốn cùng những nhà thiết kế, thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam ra mắt các mẫu thiết kế ấn tượng nhất để đón chào năm mới 2022. Không để quý vị và các bạn đợi lâu, ngày sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức các màn ra mắt với bộ sưu tập áo dài 2022 vô cùng duyên dáng đến từ thương hiệu áo dài cao cấp TNG.